Rồi ở chương trình mô phỏng thì đầu tiên khi mà cái bit mô phỏng này lên 1, tức là Patrick Simulation, Nut Simulation này lên 1, thì chúng ta sẽ cho cái gì? Cho cái này, cảm biến tầng 1 lên 1, tức là cho cái này lên 1, đồng thời cho cảm biến buồng thang đá đóng lên 1. Do đó các bạn quay trở lại đây, bit mô phỏng, chúng ta sẽ set Patrick, các bạn nhớ là dùng Patrick nhé. Patrick set bit mô phỏng, set mở data dbt, data bt cái gì, position floor 1, tức là cho cái cảm biến tầng 1 lên 1, đồng thời set cái gì, tiếp tục set cái cảm biến mở đóng cửa, door closed, tức là cửa đã đóng rồi. Chúng ta đặt là khi mô phỏng chúng ta cho hai cảm biến lên 1. Nếu chúng ta mô phỏng ấy, tiếp tục chúng ta sẽ mô phỏng cái buồng thang, mô phỏng buồng thang. Mô phỏng buồng thang khi nào chúng ta dùng một cái bộ đếm, các bạn vào cái trung gian tạo một cái bộ đếm. Mô phỏng simu vị trí buồng thang. BT vị trí buồng thang đấy, mình nhớ là integer nhé. Ở đây sẽ là MW100 đi. Ở đây mình sẽ đặt là mô phỏng vị trí buồng thang. Chúng ta có simu vị trí cửa nữa. Vị trí cửa nữa. Ở đây, mô phỏng vị trí cửa. Rồi chúng ta có hai tag như thế này. Rồi chúng ta quay trở lại mô phỏng. Khi nào thì khi mà simulation lên 1 thì chúng ta mới thực hiện. Nếu Q0.0 lên 1, cái này nếu Q băng tải up, tức là buồng thang đi lên, thì cứ mỗi giây clock 1 giây. Chúng ta sử dụng một cái Patrick nữa. Patrick thì chúng ta sẽ tăng bộ đếm lên 1, math function increase, tức là tăng cái bộ đếm mô phỏng. Ở đây là simu vị trí buồng thang lên 1. Còn nếu mà về 0 ấy, thì cái này, khi mà cái này đi xuống, khi mà buồng thang đi xuống, Q, BT, down, rồi chúng ta cũng sử dụng clock này. Và increase, cái này không phải increase mà decrease, giảm xuống một đơn vị. Với điều kiện là nó phải lớn hơn 0, thì nó mới giảm, còn không được cho nó âm đâu. Counter, compare, lớn hơn 0. Cái này, vị trí buồng thang lớn hơn 0 thì mới tiến hành decrease. Mô phỏng buồng thang tức là chúng ta sẽ tác động cảm biến này, vị trí buồng thang đi, vị trí. Rồi mô phỏng tác động cảm biến, mô phỏng tác động cảm biến. Khi mà simulation lên 1 thì nếu vị trí buồng thang mà bằng 0, compare bằng 0, thì chúng ta sẽ gì? Cho cảm biến. Các bạn sẽ set cảm biến. Bit logic set cảm biến. Cái này lên 1. Không cần set mà cho đầu ra luôn. Đầu ra BT data position floor 1 lên 1. Còn nếu nó khác không thì cái vị trí này nó bằng 0, bằng 0 thôi đúng không? Còn nếu mà bằng 5 thì chúng ta cho tầng 2, cảm biến tầng 2 lên 1, bằng 10, tức là chúng ta cách 5 đơn vị, 10 thì chúng ta cho tầng 3 lên 1, rồi 15 cho tầng 4, đúng không? Và 20 là tầng 5, ở đây sẽ là 20, tầng 5. Vậy là chúng ta đã mô phỏng xong các vị trí cảm biến của các tầng này, tức là các vị trí cảm biến này. Tầng 1, tầng 2 cho đến tầng 5 thì chúng ta vừa mô phỏng ở đây. Chúng ta lập trình mô phỏng là như cái này. Rồi chúng ta sẽ lập trình mô phỏng vị trí cửa nữa. Bây giờ chúng ta sẽ mô phỏng vị trí cửa buồng thang. Thì chúng ta cũng làm như mô phỏng vị trí buồng thang. Các bạn copy cái này, dán vào đây luôn.
Thì nếu mà Q door open thì chúng ta sẽ tăng cái bộ đếm vị trí cửa này, vị trí cửa này lên một đơn vị cứ mỗi giây. Cái này là mỗi giây nó tăng lên một đơn vị. Còn nếu mà Q door close thì nếu vị trí cửa còn lớn hơn 0 thì chúng ta sẽ tăng cái bộ đếm này, vị trí cửa này lên một đơn vị. Và chúng ta sẽ mô phỏng hai cái cảm biến này như thế nào? Chúng ta copy cái này, mô phỏng cảm biến đóng mở cửa. Thì nếu mà ở cái này vị trí cửa bậc thang mà bằng 0, các bạn compare này, vị trí cửa bậc thang bằng 0. Mà bằng 0 thì chúng ta sẽ cho cái cảm biến gì? Door open. Tức là các bạn click vào data BT này, sau đó các bạn tìm đến cái biến, tức là cái bit door open. Ở đây. À, cái này là door close chứ. Nếu mà bằng 0 thì chúng ta cho door close lên 1. Còn nếu mà bằng 5, compare vị trí cửa mà bằng 5 thì chúng ta sẽ cho cái cảm biến door open lên 1. Các bạn kéo qua đây. Thì bộ đếm này nó cứ đếm, khi mà mở cửa thì nó sẽ tăng lên, còn khi mà đóng thì nó sẽ giảm xuống bằng câu lệnh decrease này. Nhưng mà chúng ta có bao nhiêu vị trí? Có 5 vị trí. Do đó chúng ta sẽ tạo 5 tag simulation vị trí. Các bạn quay trở lại trung gian này, simo cửa tầng 1 cho đến tầng 5, các bạn kéo xuống cho đến tầng 5. Mình xóa tầng 6 đi. Ở đây, mô phỏng vị trí cửa tầng 1. Sau khi mà chúng ta có các tag ở đây rồi thì chúng ta sẽ qua chương trình con mô phỏng. Chúng ta sẽ mô phỏng này, mô phỏng vị trí cửa tầng 1. Chúng ta cũng dùng bit simulation làm trung gian. Sau đó, cái này nó chỉ tác động khi nào? Khi mà cảm biến tầng 1. Khi vị trí cửa tầng 1 này. Copy cái này nhé, dán vào đây. Thì nếu cái này lên 1, chúng ta sẽ move giá trị. Giá trị của vị trí cửa vào cái remove vị trí cửa tầng 1. Còn nếu mà cái này bằng 0, tức là not ấy, thì chúng ta sẽ move vào 0 vào. Tương tự cho tầng 2, các bạn copy. Tầng 2 cũng làm như vậy. Vị trí cửa tầng 2. Ở đây là tầng 2 nhé. Nếu các bạn làm theo kiểu SCL thì nó nhanh hơn. Tức là mình thêm SCL này. Sau đó if nếu cái này bằng 1, bằng true nhé, và gì, and cái nút simulation này bằng true, cái này chúng ta dùng true lớn đi, thì chúng ta sẽ move vị trí cửa tầng 1, copy cái này thì bằng 2 bằng simu vị trí cửa L if. Bây giờ chúng ta sẽ L nếu không phải L ấy, thì chúng ta sẽ cho nó bằng 0. Vị trí cửa này bằng 0. Rồi các bạn thấy lập trình SCL nó nhanh hơn không? Chứ không phải lập trình như lập trình ladder. Các bạn xóa cái này đi. Tiếp tục copy cho tầng 2. Thực chất thì các bạn làm ladder này cũng được, nhưng mà làm SCL thì nó cũng tương đối là nhanh. Các bạn thay tầng 1 bằng tầng 2 là được. Bây giờ tầng 3. Chúng ta thay tầng 3 là được nhé. Tiếp tục tầng 4. Các bạn cứ copy như vậy và thay tầng 3 thành tầng 4. Tiếp tục copy tầng 4 và dùng cho tầng 5.
Sau đó chúng ta xóa cái này đi. Rồi chúng ta đã mô phỏng được vị trí cửa này. Rồi các cái vị trí bậc thang rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ gán Petrix vào. Petrix chúng ta đã tạo P1. Mình sẽ tạo thêm mấy cái Petrix nữa. Các bạn kéo xuống. Như thế này chúng ta dùng P2 trở đi. Quay trở lại đây chúng ta dùng P2. Tiếp tục P3. Ở dưới này là P4. Dưới này là P5. Như vậy là chúng ta đã lập trình xong chương trình PLC. À ở đây nữa, P6 nữa. P6. Thực chất thì cái này không cần nhé. Network 1 chúng ta bỏ đi. Các bạn bỏ đi. Không cần. Rồi chúng ta đã làm được gì rồi? Chúng ta đã lập trình xong chương trình rồi.